Đừng có tỏ ai hả? Ba. Đừng có tỏ ai? Có ba. Tỏ ba nè. Ba tròn. Tròn là ai? Tròn là Minh Thiên. Sao nó không chạy? Sao không chạy? Sao nó không chạy thế này? Ba mở điện thoại mới của mẹ Vân này. Thiên này. Đâu? Đây mà. Đây. Mới mua nha. Cho ai? Cho mẹ Vân đấy. Đẹp chưa? Điện thoại này. Cái gì đấy? Điện thoại mới. Cho ai? Cho mẹ Vân. Để mẹ Vân làm gì? Để mẹ Vân dùng. Dùng cái gì? Cái gì đây con? Không biết. Đây mà. Cái gì? Đây là cái gì? Không biết. Đây là sách. Là sách nghe cho mẹ khác của mẹ Vân. Đây là cái gì? Không biết. Được sách của mẹ Vân để mẹ Vân. Đây là cái gì? Biết. Được sách nữa. Cục sạc à? Sạc để làm gì? Để cho mẹ Vân là sạc. Đây là cái gì? Không biết. Tai nghe. Tai nghe. Để úp vào đây. Đây là cái gì? Không biết. Đây là cục pin. Cục pin. Ừ. Bao cục pin ra nhá. Để cho ai? Cho mẹ Vân. Tại mẹ Vân đấy là Samsung. Đúng rồi, sao con biết? Biết mà. Bao mua cái mới của mẹ Vân à? Vâng ạ. Sao lại mua? Mua để dùng. Sao? Sao lại mua? Lắp pin vào này. Đấy. Xong lắp này. Không là nắp này. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đấy, bà bóc cái này ra nhá. Đấy, cất vào đây. Đấy. Không cất cái này vào đây. À. Không. Để vào. Để vào. Cất vào đây. Cất vào đây. Cất vào đây. Rồi, bật nhá. Bật nhá. Đấy, chữ gì đây? Không biết. Chữ gì đây? Chữ Tô Thành ấy, chữ A. Đây mà. Chữ C, Tô Thành. Thế đây là chữ gì đây? Samsung này. Đúng rồi. Samsung đấy. Ghi là Samsung. Nhảy ra. Nhớ chưa? Chưa xong. Bà đã làm gì rồi? Rồi. Nào tắt đi. Chưa được, tắt đi làm gì? Tí nữa thì được. À, đã tới bên cạnh mẹ Vân là Samsung à? Ừ. Ô, tới gì? Anh tới gì đấy? Hả? Bơi trên ỉa đáy.